Chào các bác nha, hôm nay em test qua cái máy phun sơn của Ojito. Ojito là hàng nội địa Úc, nhưng hàng đã qua sử dụng. Tình trạng máy thì cũng khoảng tầm 80-95%. Máy thì sử dụng rồi cho nên là lúc nào cái máy nó cũng có bị dính một chút sơn ở trên máy nha. Cái này thì mình phun sơn nước và sơn dầu đều được. Đây, máy đây. Cái này thì em đang test nước thôi. Mình test nước thôi. Đấy, thì máy thì tất cả đều ok hết nhưng mà nha, điện 220. Cái dây của nó này thì hiện tại giờ nó được 7 mét, 7 mét đến 7 mét rưỡi. Đây, cái này thì mình đi, cái này là mình rửa máy này, nó hút nước vào cái ống lớn rồi nó thổi ra cái ống nhỏ để nó rửa cái máy không sơn, rửa qua thì cái sơn ở trong máy nó ra. Lúc nào mình sơn thì mình vẩy cái này lên, vẩy cái này lên thì bắt đầu là nó sẽ hút áp ra, còn mình cụp xuống thì nó sẽ rửa máy, nó chỉ là để cho cái ống này nó hút nước vào máy, chứ bắt đầu nó lại nhả ra cái ống nhỏ thôi. Còn bây giờ mình vẩy lên này như thế này thì bắt đầu mình phun. Các bác nào mình quan tâm đến cái dòng máy phun sơn của Ojito thì các bác mình cứ liên hệ cho em nhé.